Uống một tách trà hoặc cà phê vào buổi sáng là một thói quen mà nhiều người thực hiện để bắt đầu một ngày mới. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, chúng ta nên uống một cốc nước trước khi uống trà hay cà phê. Lý do là bởi: thứ nhất, giúp dưỡng ẩm cơ thể. Nhiều người tin rằng trà và cà phê thực sự làm trẻ hóa, nhưng thay vào đó, nó làm cho cơ thể bạn bị mất nước từ bên trong. Sau một đêm ngủ dài, cơ thể thực sự cần ít nhất 500ml nước trước khi bắt đầu ngày mới để giúp loại bỏ các độc tố, axit và bù nước cho cơ thể. Đồng thời, uống nước sẽ làm sạch vi khuẩn khỏi miệng và ruột của bạn. Ngoài ra, uống nước trước khi uống cà phê hoặc trà giúp bù nước cho các tế bào, qua đó cải thiện tâm trạng, mức năng lượng và sự tỉnh táo. Nó cũng giúp tăng cường nhu động ruột và giảm táo bón. Bảo vệ dạ dày. Trà có độ pH khoảng 6, có tính axit, và cà phê có độ pH là 5, cũng nằm trong khoảng axit. Vì vậy, khi bạn uống trà hoặc cà phê, đặc biệt là khi bụng đói, sẽ có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe dạ dày, có thể gây ra chứng khó tiêu, ợ chua. Khi bạn uống nước trước khi uống trà hoặc cà phê, nó sẽ giúp làm loãng nồng độ axit trong dạ dày, cân bằng độ pH, từ đó có thể ngăn ngừa tình trạng viêm loét tiến triển. Bảo vệ răng. Cả trà và cà phê đều chứa tannin, là một chất gây ra sự đổi màu của răng. Khi uống trà hoặc cà phê, chất này sẽ tạo ra một lớp màng bám trên răng của bạn. Tuy nhiên, khi bạn uống nước 15 phút trước đó, nó sẽ giúp tạo ra một lớp bảo vệ răng và làm giảm khả năng răng bị ố vàng. Tăng cường trao đổi chất. Nước giúp ích rất nhiều cho sức khỏe nói chung và đảm bảo sự trao đổi chất được diễn ra một cách hiệu quả. Cà phê vốn được biết đến là thức uống giúp cơ thể lợi tiểu. Chính vì vậy mà khi uống cà phê thì người uống sẽ thường xuyên đi tiểu và bị mất nước. Do vậy, khi uống một ly nước trước khi uống cà phê sẽ giúp cơ thể được bổ sung nước, tăng cường sức sống và giúp cho làn da tươi sáng hơn. Khi chúng ta uống trà hay cà phê, cơ thể có xu hướng làm tăng nồng độ cortisol, giúp chúng ta cảm thấy tỉnh táo. Nhưng đôi khi, đi kèm theo đó cũng là cảm giác căng thẳng và lo lắng. Nồng độ cortisol của cơ thể cao nhất vào khoảng thời gian từ 6 cho đến 8 giờ sáng và giảm từ từ đến mức thấp nhất vào nửa đêm. Vì vậy, chúng ta có thể dựa vào đồng hồ sinh học của cơ thể để cung cấp năng lượng cần thiết trong một khoảng thời gian ngắn bằng cách uống một cốc nước trước khi uống trà hay cà phê. Thời gian tốt nhất để uống cà phê là khoảng từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Khi đó, cơ thể bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và cần được tăng cường mức năng lượng. Tuy nhiên, caffeine trong trà và cà phê cũng sẽ gây ra ức chế giấc ngủ. Vì thế, không nên dùng quá gần giờ nghỉ trưa của bạn.